Tối qua mùng 5 tháng 1, thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Ngày hội du lịch Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 5 năm 2023. Ngày hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ trong năm 2023. Ngày hội du lịch Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều diễn ra trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 1 với hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thả đèn hoa đăng, quảng bá xúc tiến thương mại du lịch. Ngoài ra còn có các gian hàng tiểu thủ công mỹ nghệ, gian hàng bánh ẩm thực đường phố, triển lãm ảnh, sức sống mới Cần Thơ, biểu diễn đơn ca tài tử. Đặc biệt, ngày hội năm nay sẽ có thêm hoạt động mới là lễ hội khinh khí cầu, phục vụ nhân dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, du khách trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1, Hội thảo quốc tế Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới được tổ chức tại Hòa Bình. Tham dự có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các nghệ nhân và đại diện lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Đắk Lắk và Thanh Hóa. Hội thảo quốc tế Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới đã nhận được hơn 27 tham luận, trong đó có 9 tham luận của các đại biểu là người nước ngoài. Với sự tâm huyết của các nhà khoa học, sẽ bổ sung đầy đủ điều kiện, tiêu chí phục vụ công tác xây dựng hồ sơ khoa học. Bên cạnh đó, các tỉnh thành phố phối hợp xây dựng hồ sơ, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung và văn hóa Mo Mường nói riêng, xây dựng thành công bộ hồ sơ quốc gia di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Mo Mường. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã tổ chức khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề Hội nghị Paris – Cuộc đàm phán lịch sử. Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật nhằm khái quát về hoàn cảnh trong nước và quốc tế dẫn tới Hội nghị Paris cũng như quá trình đàm phán ký kết hiệp định. Không chỉ trưng bày các tài liệu đang được bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc gia Việt Nam, các bảo tàng trong nước, ban tổ chức còn giới thiệu nhiều tài liệu khai thác từ các cơ quan lưu trữ quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Liên bang Nga và hiện vật từ một số nhân chứng của hội nghị. Qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về quá trình đàm phán ký kết hiệp định cũng như thấy được cuộc đấu trí, bản lĩnh quyết liệt kéo dài trong suốt 5 năm từ năm 1968 đến năm 1973 giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện cùng một siêu cường hàng đầu thế giới. Triển lãm mở cửa phục vụ du khách tham quan tại 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.